Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cho biết vừa mổ cấp cứu thành công cho một ca sinh ba hiếm gặp. Sản phụ 30 tuổi thụ tinh ống nghiệm, chuyển một phôi phân chia thành ba thai thành công và vừa sinh ba bé trai khỏe mạnh. Thai phụ mang thai ở tuần thứ 35 nhập viện trong tình trạng vỡ ối, huyết áp cao, phù nhiều toàn thân. Các bác sĩ điều trị bằng thuốc hạ huyết áp, sự phòng co giật và quyết định là mổ cấp cứu bắt con. Ba bé trai trong đó có hai bé nặng 2,2 kg, bé còn lại nặng 2 kg, chào đời khỏe mạnh, người mẹ huyết áp sau sinh ổn định. Do cùng phôi nên ba em bé này là ca sinh cùng trứng hiếm gặp, tỷ lệ 1 trên 200.000 ca sinh. Các cháu sinh đôi sinh ba cùng trứng thì đều có ngoại hình giống nhau. Sản phụ cho biết kết hôn 8 năm chưa có con. Năm 2022, chị thụ tinh ống nghiệm IVF tại Hà Nội mang thai 3 thai được 7 tuần thì về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để theo dõi thai kỳ.